hay Santa Fe 2019 mang nét thiết kế hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, xe được trang bị nhiều công nghệ và tính năng an toàn hàng đầu, chắc chắn hơn thế hệ cũ 15%. Đây là mẫu xe thuộc dòng SUV lâu đời mà Hyundai xây dựng. Xe cũng cung cấp một trong những gói an toàn tốt nhất phân khúc, không gian rộng rãi và các tính năng tiện nghi hàng đầu. Kích thước bên ngoài làm cho Santa Fe thế hệ mới nổi bật hơn với chiều dài 4770, chiều rộng 1890 và trục cơ sở dài hơn thế hệ cũ 2765mm. Hyundai Santa Fe 2019 tạo cảm giác mạnh mẽ trên đường và mang lại sự thoải mái hơn cho hành khách. Thiết kế Santa Fe thế hệ thứ tư mang kiểu dáng SUV đặc trưng, giúp tăng cường vẻ ngoài đầy biểu cảm và trưởng thành hơn của chiếc xe. Mặt trước Hyundai Santa Fe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước, hệ thống chiếu sáng hỗn hợp bao gồm đèn LED ban ngày mỏng được đặt trên đỉnh đèn pha LED. Ngoài ra, các đường nét thiết kế ở phần đầu nhấn mạnh vào chiều rộng và cảm giác mạnh mẽ của xe. Điều này khiến Hyundai Santa Fe 2019 sở hữu phần trực diện nhiều chi tiết, dày và cứng cáp hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Để nhấn mạnh vào cái nhìn hùng vĩ, cột A được thu lại tạo phần nắp capo kéo dài, hông xe cơ bắp hơn với các vòm bánh xe mở rộng. Mui xe mang kiểu dáng ấn tượng, các đường dập nổi chạy dài từ đèn pha đến đèn hậu không quá góc cạnh, tạo thành nét thiết kế sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ và thể thao. Phần đuôi của Hyundai Santa Fe 2019 toát lên vẻ tự tin với thiết kế cản sau nổi bật và dạng đèn hậu LED độc đáo, đèn xi nhan và đèn sương mù được tích hợp ở cản sau. Kiểu dáng hệ thống đèn phía sau kết hợp cùng bộ khuếch đại cỡ lớn tiếp tục nhấn mạnh vào sự rộng rãi của xe. Đường nét mạ chrome như lời khẳng định đây là mẫu SUV hàng đầu tốt nhất của Hyundai. Hiện tại mức giá bán của Hyundai Santa Fe chưa được tiết lộ. Tuy nhiên theo Hyundai Thành Công, giá xe Santa Fe dự kiến từ 1,15 đến 1,3 tỷ đồng tùy phiên bản. Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số máy 0967 58 85 85 gặp Ngọc Huyền quản lý bán hàng để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.